Hẹn chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong phần tiếp theo của chuỗi bài hướng dẫn sử dụng Lightroom Classic được phát sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên trang web kieutrường.com. Hôm nay mình và các bạn cùng tìm hiểu tính năng Lens Correction ở trong Lightroom để các bạn sửa lỗi ống kính và các bạn có thể khử viền tím ở trong đây để có chất lượng ảnh tốt hơn. Ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu ha. Ở trong Lightroom, các bạn hãy chuyển qua phần Develop ha. Sau đó, di chuyển đến phần Lens Correction ở đây. Ok, ở trong đây chúng ta có tính năng đầu tiên để bật tắt ảnh trước và sau khi chỉnh sửa. Ok. Ở trong phần profile chúng ta có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên đó là khử viền tím. Như các bạn thấy trên bức ảnh của chúng ta có rất nhiều viền tím ở trên những phần có độ tương phản cao đúng không? Nếu như các bạn muốn khử viền tím thì có thể đánh dấu vào đây. Lightroom sẽ tự động phân tích và khử viền tím ở trên bức ảnh này. Nhưng ở trong trường hợp này thì các bạn thấy khả năng khử viền tím tự động của Lightroom không được tốt lắm. Và gần như là không có thay đổi gì so với bức ảnh gốc. Một lát nữa thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách khử viền tím thủ công để bức ảnh của chúng ta có chất lượng tốt hơn. Ở trong chụp ảnh thì bạn nào cũng biết rằng ống kính luôn bị tối góc và luôn bị méo, kể cả các bạn sử dụng ống kính rất là đắt tiền. Để khắc phục việc này thì các bạn có thể mở phần Profile Correction trong đây ha. Khi các bạn làm như vậy thì Lightroom sẽ tự động đối chiếu ống kính các bạn đã sử dụng với những profile có sẵn ở trong đây để nó khắc phục viền tối ở trên bức ảnh này và làm cho bức ảnh của chúng ta bớt méo hơn. Các bạn có thể bật tắt như vậy để thấy ảnh trước và sau khi chỉnh sửa. Trường hợp các bạn sử dụng những ống kính quá cũ hoặc là Lightroom không nhận ra ống kính các bạn đang sử dụng thì các bạn có thể nhấp vào đây để chọn hãng các bạn đang sử dụng. Ví dụ như mình chọn Nikon thì mình chọn như vậy. Sau đó các bạn nhấp vào phần thứ hai để chọn ống kính mà các bạn đã sử dụng ở trong quá trình chụp ảnh ha. Ok, ở trong đây có hầu hết các ống kính của Nikon. Nếu như các bạn không thích sử dụng profile đúng với ống kính mà các bạn đang dùng thì các bạn có thể chọn bất kỳ ống kính nào trong đây cũng được. Như vậy thì kết quả của chúng ta sẽ không được chính xác cho lắm và nó sẽ bị hơi méo hoặc là hơi tối góc. Nằm phía dưới một chút, chúng ta có hai lựa chọn để điều chỉnh độ méo của bức ảnh này. Như các bạn thấy, bức ảnh của chúng ta có thay đổi một chút về độ méo. Ok, nó rất ít đúng không các bạn? Các bạn cũng có thể điều chỉnh tối góc của bức ảnh này để bổ sung thêm vào cái phần profile mà các bạn đã lựa chọn. Rất đơn giản đúng không bạn? Khi càng kéo qua bên phải thì phần tối góc ngày càng trở nên sáng hơn và ngược lại qua bên trái thì sẽ tối hơn. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong cách sử dụng các profile có sẵn ở trong đây để nâng cao chất lượng ảnh. Bây giờ chúng ta đến với tính năng thứ hai để điều chỉnh khử viền tím thủ công và khử méo thủ công ha. Tính năng đầu tiên ở trong đây giúp các bạn khử méo. Các bạn chỉ việc kéo qua lại để thấy được hiệu quả và dừng lại ở kết quả các bạn mong muốn. Trường hợp các bạn muốn nó tự động cắt lại ảnh thì các bạn có thể nhấn vào đây. Ok, như vậy các bạn đã thấy tính năng khử méo ở trong phần thủ công rồi ha. Bây giờ chúng ta đến với công cụ khử viền tím. Mình sẽ zoom 100% để các bạn cùng thấy ha. Sau đó các bạn nhấp vào công cụ lấy mẫu ở đây. Chúng ta đưa đến phần viền tím ở đây ha. Rồi nhấp một lần. Như các bạn thấy, ngay sau khi nhấp thì các thông số ở đây sẽ thay đổi và khử các viền tím ở trên bức ảnh này. Nhưng các bạn thấy rằng nó cũng chưa hoàn hảo đúng không? Nếu như chưa hoàn hảo thì các bạn có thể điều chỉnh ở trong đây để nó khử toàn bộ viền tím ở trên bức ảnh này. Viền tím của chúng ta đang nằm ở trong khu vực màu tím ở đây ha. Các bạn chỉ việc kéo thanh bên này qua một chút. Như các bạn thấy, chúng ta chỉ cần kéo qua một chút xíu thì tất cả viền tím ở trong đây đã được xử lý một cách hoàn hảo. Trong một số hoàn cảnh chụp thì các bạn sẽ thấy trên bức ảnh của chúng ta không có viền tím, thay vào đó là các viền xanh lá cây, thì các bạn vẫn sử dụng công cụ lấy mẫu ở đây, nhấp vào phần xanh lá cây đó và thay đổi các thông số ở trong một green đây ha, thì các bạn sẽ loại bỏ được các viền xanh lá cây đó. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu chi tiết về tính năng Lens Correction ở trong Lightroom để khử méo, khử tối góc và khử viền tím cho chất lượng ảnh tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn thích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng nhé. Bây giờ chúng ta phải tạm biệt rồi. Bye bye!